Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là đoạn trailer tập 48 của phần 2 hoạt hình Đấu La Đại Lục Tuyệt Thế Đường Môn đã được cập nhật. Vũ Hạo và nhóm của cậu vừa giành được chức vô địch tại Đại hội Đấu Hồn. Và khi trở về học viện Sử Lê Khắc, họ đã gặp phải sự tấn công của bản Thể Tông. Hiện tại bản Thể Tông đã chính thức khai chiến với Sử Lê Khắc. Huyền Lão đang giao chiến với Độc Bất Tử. Mục Lão đã ra tay đầy uy lực, buộc bản Thể Tông phải rút lui. Trong khi đó, Vũ Hạo cũng đã thành công bái Mục Lão làm lão sư. Hãy cùng LTG đi khám phá sâu hơn nội dung của tập 48 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, bản Thể Tông khai chiến với Sử Lê Khắc. Thực tế, lý do bản Thể Tông và Tông chủ Độc Bất Tử dẫn nhiều cường giả đến học viện Sử Lê Khắc là để bắt Vũ Hạo. Dù sao đi chăng nữa, một thiên tài trẻ tuổi với vũ hồn cực hạn, còn sở hữu bản thể vũ hồn thì ai mà không thèm muốn. Sau khi người của bản Thể Tông không thể mang Vũ Hạo từ đế quốc Tinh La về, Tông chủ Độc Bất Tử đã đích thân tấn công. Điều này cho thấy sự quan tâm của bản Thể Tông đối với Vũ Hạo. Mặc dù bản Thể Tông tấn công, thế nhưng học viện Sử Lê Khắc không hề sợ hãi và quyết định sẽ bảo vệ Vũ Hạo cho tới cùng. Có thể thấy Độc Bất Tử nổi giận và bắt đầu chiến đấu với Sử Lê Khắc. Các phong hào Đấu La và hồn Đấu La của bản Thể Tông xuất hiện hoành tráng và không ngần ngại tấn công. Trong khi các thành viên của Sử Lê Khắc như là Ngôn Thiểu Chiết và Tiên Lâm Nhi bay tới phản kích, mở đầu cho một trận đại chiến khốc liệt. Bản Thể Tông và học viện Sử Lê Khắc giao chiến tại Sử Lê Khắc Thành. Trong khi các cường giả của bản Thể Tông đang đấu với Ngôn Thiểu Chiết và Tiên Lâm Nhi, Tông chủ Độc Bất Tử đã đối đầu trực tiếp với Huyền Lão. Cả hai đều là Đấu La cấp 98. Trận chiến giữa bọn họ chính là trận chiến cuối cùng quyết định số phận của Vũ Hạo. Ở trong đoạn trailer có thể thấy Huyền Lão sử dụng vũ hồn thật biến thành một người đàn ông cao to với sừng trên đầu và các hình xăm màu vàng rực rỡ ở trên người. Trong khi đó, Tông chủ Độc Bất Tử của bản Thể Tông với vũ hồn là bản thể đã biến thành một người khổng lồ to lớn với khí độc màu xanh lá tấn công Huyền Lão. Cuộc chiến diễn ra rất là căng thẳng, thế nhưng tiếc rằng chân dung thực sự của Độc Bất Tử cũng không được tiết lộ ở trong trailer. Chúng ta cần chờ đến khi xem toàn bộ tập phim. Mặc dù Huyền Lão đã ra sức chiến đấu, thế nhưng Độc Bất Tử dần dần chiếm ưu thế vì Độc Bất Tử có thêm hai cái hồn hoàn 10 vạn năm so với Huyền Lão. Khi Huyền Lão đang gặp khó khăn, Mục Lão Long Thần Đấu La của Hải Thần Các đã ra tay. Mặc dù vẫn ở trong Hải Thần Các, Mục Lão chỉ cần vẫy tay là có thể tạo ra ánh sáng của Hải Thần, lập tức khiến Độc Bất Tử phải rút lui. Độc Bất Tử biết rõ sức mạnh của Mục Lão, vì anh trai của hắn chính là Độc Tất Tử đã từng bị Mục Lão giết chết. Nhìn thấy Mục Lão vẫn còn sống, Độc Bất Tử đã rút lui ngay lập tức. Thế nhưng bản Thể Tông sẽ không từ bỏ Vũ Hạo. Nếu cậu rời khỏi Sử Lê Khắc, bản Thể Tông sẽ lại tiếp tục ra tay. Cuối cùng, Vũ Hạo bái sư Mục Lão. Khi bản Thể Tông tấn công, Vũ Hạo vẫn kiên định đứng về phía học viện Sử Lê Khắc, không bao giờ phản bội học viện để đi theo bản Thể Tông. Thấy ánh mắt chân thành của Vũ Hạo, Mục Lão rất là hài lòng và hoàn toàn tin tưởng vào tính cách của cậu. Mục Lão quyết định nhận Vũ Hạo làm đệ tử cuối cùng. Ở trong trailer, Vũ Hạo đã thành công bái sư Mục Lão và Mục Lão sẽ trực tiếp hướng dẫn Vũ Hạo để cậu nhanh chóng trưởng thành, thay thế ông bảo vệ học viện Sử Lê Khắc. Vừa rồi chính là toàn bộ nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 48. Mọi người cảm thấy trận đại chiến giữa Huyền Lão và Độc Bất Tử có hoành tráng hay không? Hãy để lại bình luận và thảo luận cùng mọi người. Nếu các bạn cũng thích hoạt hình Đấu La Đại Lục, hãy ủng hộ LTC bằng cách ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.